Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Mặc dù trốn khá kỹ trong lễ giỗ tổ sân khấu 2019 của anh chị em văn nghệ sĩ hải ngoại tại rạp Sài Gòn ở Phồn Mình Art Center, Mỹ, song fan vẫn tìm ra Như Quỳnh qua lịch dễ ảm trên Facebook của vợ cũ Bằng Kiều, chị dị Phương Trinh. Tổ ấm nhỏ của Như Quỳnh trước đây. Nguồn Internet. Đặc biệt, Như Quỳnh không đi một mình, cũng không sánh vai anh trai nuôi thành lễ như mọi khi. Cô đi cùng con gái mẹ Lọ Đi 12 tuổi và cha của mẹ Lọ Đi, chồng cũ của Như Quỳnh, anh Nguyễn Thắng. Họ vui vẻ bên nhau và thoải mái tạo dáng trên lịch dễ ảm. Sự xuất hiện tuy thoáng qua cũng khiến fan của Như Quỳnh hào hứng. Trên các diễn đàn yêu giọng hát Như Quỳnh, bạn trẻ bàn luận sôi nổi, liệu Như Quỳnh và Nguyễn Thắng có trở về bên nhau? Họ vui vẻ đi bên nhau phải chăng là dấu hiệu gương vỡ lại lành? Fan mong giọng ca duyên phận tái hợp với Nguyễn Thắng để không còn là ngôi sao cô đơn. Hơn nữa, Nguyễn Thắng lại là cha của mẹ Lọ Đi, người con duy nhất của Như Quỳnh. Và anh rất xứng đôi vừa lứa với danh ca, vì sở hữu vẻ ngoài chẳng kém tài tử Hàn Quốc. Fan Như Quỳnh luôn quan tâm chuyện đời tư của thần tượng. Trong lần trở về nước gần nhất, fan tìm ra nhiều bức ảnh Như Quỳnh chụp chung với một người đàn ông Việt Kiều. Người này là một luật sư quen biết rộng rãi giới văn nghệ hải ngoại, thỉnh thoảng có làm MC cho một số sự kiện, là tình cũ của Như Quỳnh. Họ cùng nhau đi chùa, đi đám cưới ở Việt Nam. Những bức ảnh chụp hai người được chính tình cũ của chị đẩy lên Facebook. Nhiều ngôi sao trong làng giải trí ở hải ngoại bình luận vui khi xem những hình ảnh thân mật giữa hai người. Búp bê Thanh Thảo hài hước mượn lời ca khúc nổi tiếng gắn với tên tuổi Như Quỳnh để đùa vị luật sư, về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa. Bà chủ mạ gì tô của trung tâm Thúy Nga cũng góp vui bằng bình luận, bom nổ chậm. Người cũ của Như Quỳnh thả ý cồn mặt cười và khẳng định, hai người chỉ là bạn. Mới đây, anh đã tổ chức hôn lễ với người phụ nữ khác, fan Như Quỳnh lại soi ảnh đám cưới để tìm thần tượng. Song không thấy bóng dáng mỹ nhân một thời của làng ca nhạc hải ngoại. Giọng ca duyên phận rất được lòng fan trẻ tuổi. Như Quỳnh và con gái mẹ Lọ Đi khi còn nhỏ. Như Quỳnh từng tâm sự về đời sống riêng, rằng chị vẫn yêu nhưng yêu âm thầm trong bóng tối. Bởi vì con gái của chị không dễ dàng chấp nhận một người đàn ông khác đi bên cạnh Như Quỳnh. Mặc dù fan tích cực đẩy thuyền để Như Quỳnh về với cha của con gái nhưng chưa thấy giọng ca duyên phận lên tiếng về chuyện này. Lâu nay, Như Quỳnh rất ngại phát ngôn. Thỉnh thoảng chị cũng xuất hiện trên lịch dễ ảm của trung tâm Thúy Nga song nói ít, cười nhiều, hát cũng ít, dù là nữ danh ca được cưng hàng đầu của trung tâm. Thỉnh thoảng xuất hiện lời đồn Như Quỳnh sắp lên xe hoa với Ngọc Sơn, cũng chỉ một mình Ngọc Sơn lên tiếng đính chính, Như Quỳnh im lặng. Như nhiều mỹ nhân, tin đồn tình ái bủa vây Như Quỳnh không ít. Yêu chính trị gia, yêu luật sư, yêu nhạc sĩ. Song cũng chỉ là những lời đồn bởi nhân vật chính không bình luận, không mang chuyện đời riêng để PA bản thân. Ở tuổi 49, Như Quỳnh vẫn bận bịu chạy show. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.